Xin chào khán giả đang xem chương trình Giác quan thứ 6. Mình là Sara Lưu và hôm nay mình đi cùng chồng là anh Dư Khắc Linh đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Em nói gì đi? À, vợ nó xong rồi. À, tôi hiểu rồi. Đây là một gia đình mẫu hệ. Có nghĩa là vợ bảo gì là chồng làm thế. Trợ lý, em đánh giá thế nào về cái mô hình gia đình này? Em cảm thấy là mô hình này đến với chương trình là quá tuyệt vời anh. Sẽ sao? Đỡ mất thời gian mà để mà trao đổi lắm anh. Thì một mình vợ quyết định là xong hết rồi, không có cần mà góp ý gì từ chồng. Thế anh thấy chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nhanh gọn lắm anh. Có nghĩa là vợ nói còn chồng chỉ gật. Vậy thì hoặc là ngược lại anh ạ. Hoặc là ngược lại á. Ban đầu thì em và anh Linh là một người rất là ít nói, em cũng không có biết nói chuyện nhiều. Thường là anh Linh nói chuyện nhiều hơn em. Nhưng mà dạo gần đây thì kiểu sau khi mà nói trước ống kính rồi phỏng vấn nhiều thì em cũng khá lên được một chút ạ. Đối với em là anh Linh là hay nói nhỉ? Dạ. Anh cũng gặp anh Linh nhiều rồi, anh biết rồi, anh Linh hay nói thế nào rồi. Thì anh đã hiểu cái cảnh mà ngày xưa hai vợ chồng cưa nhau là như nào rồi. Chào em, chào anh. Dạ. Chính xác luôn. Này mà cứ thế mà yêu nhau đấy nhá, cứ thế mà yêu nhau đấy nhá. Và nhưng mà điều đó chứng tỏ điều gì? Điều đó chứng tỏ là hai người có trực giác rất mạnh mẽ. Khi không cần dùng tới lời nói nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc và tình cảm của nhau. Có đúng không? Hên xui. Hên xui. Vậy thì em phải cài như vậy bởi vì chương trình ngày hôm nay là chương trình Giác quan thứ 6. Vậy thì anh có tự tin vào cái giác quan của mình không? Hên xui lắm. Thế còn Sarah, em thấy sao? Em không biết nữa, em giác quan của em khi mà gặp anh Linh thì em cứ gật gật cuối cùng để hai đứa anh ạ. À, đúng rồi. Rồi, vậy thì anh nghĩ rằng đối với phụ nữ không có gì hạnh phúc hơn khi tìm được đúng người đàn ông và làm vợ và làm mẹ của con anh ấy. Chính vì thế mà anh nghĩ là trực giác của em tốt. Thôi thì Diệu Nhi, em có lời chúc gì cho cặp gia đình kiểu mẫu này đi? Dạ, em chúc là ngày hôm nay gia đình của mình cũng vừa ít nói và vừa hòa thuận với nhau như vậy. Và sau khi ra về thì sẽ gặt hái được số tiền rất là lớn về cho hai bé Mickey và Jerry ở nhà. Xin được mời người chơi về vị trí của mình.